cách giữ cho mối quan hệ vợ chồng hòa hợp. Chào mừng anh chị đến với video của ngày hôm nay. Các anh chị có công nhận với Hằng rằng là ngày xưa trong biết bao nhiêu chàng trai, biết bao nhiêu cô gái, chúng ta đã lựa chọn anh ấy làm chồng, lựa chọn cô ấy làm vợ. Vậy thì chắc hẳn họ có những cái điều đặc biệt. Sau đó chung sống với nhau một thời gian thì có những cái điều họ không làm theo ý mình, thì cho rằng là không hợp nhau. Họ làm theo ý mình thì mình mới vui, mình mới hạnh phúc. Chẳng có ai là hoàn hảo cả, nên chúng ta hãy học cách đặt mình vào vị trí của họ. Hãy yêu những điểm tốt và chấp nhận những cái điểm chưa tốt. Hãy yêu thương và biết ơn chồng của mình, vợ của mình nhiều hơn. Khoa học đã chứng minh chỉ có tình yêu thương và lòng biết ơn sẽ hóa giải được tất cả mọi vấn đề. Có những người lấy 2-3 chồng, lấy 2-3 vợ, họ vẫn chưa hạnh phúc. Bởi vì vẫn con người đó, vẫn suy nghĩ đó, vẫn cái hành động đó, thì chỉ có kết quả cũ mà thôi. Trong nhóm học tập của Hằng có rất nhiều gia đình không được hòa hợp. Có những gia đình đã nộp đơn xác định là không ở với nhau nữa. Và khi biết đến kiến thức này, biết đến môi trường này, gia đình họ đã rất là hạnh phúc của anh chị. Có rất nhiều người thầy nói rằng đời thay đổi khi ta thay đổi. Và chính bản thân Hằng đã ứng dụng, và cái câu nói đó rất là đúng của anh chị. Nếu anh chị hiện tại có mối quan hệ chưa hòa hợp, gia đình chưa hạnh phúc, thì hãy nhấn vào link dưới avatar của Hằng để tham gia nhóm học tập, cài đặt lại những cái niềm tin, những cái tư duy đúng giúp cho chúng ta hạnh phúc. Hãy follow kênh của Hằng để nhận được nhiều giá trị hơn nữa các anh chị nhé. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của Hằng.